Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Dương lịch năm 2019. Tức là ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2019. Một cái Tết Dương lịch năm 2019, Ngọc Bền cũng xin được gửi lời chúc mạnh khỏe đến tất cả các bạn, những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bạn có một năm mới 2019 an khang thịnh vượng nhé. Hôm nay thì với cái dịp lễ Tết rất là vui vẻ và sum vầy như vậy thì Ngọc Bền cũng có cái chương trình là giảm giá lan cho các bạn sưu tập lan vào khu vườn của chúng ta để thỏa chí đam mê của chúng ta. Thì em cũng cập nhật về khá là nhiều loại lan luôn cho các bạn. Đấy, em đã giảm giá từ hôm qua rồi, giảm giá cả hôm nay nữa. Thì không biết là hôm nay còn nhớ được cái giá của hôm qua nữa. Thôi thì em cứ làm giá nó, những cái loại nào nó hợp lý nhất cho các bạn. Gần như là em bán hàng là hai hôm nay là không có lợi nhuận luôn các bạn ạ. Nên là nói chung là có sự chia sẻ được cho nhau là Ngọc Bền cũng thấy vui rồi. Và bây giờ em đi vào giới thiệu từng mặt hàng cho các bạn luôn. Trước khi giới thiệu các mặt hàng á, thì em giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Em sẽ gửi hàng đi từ thành phố Cao Bằng vào tỉnh Cao Bằng. Và hình thức bán hàng của em là ship COD qua bên bưu điện cho các bạn. Các bạn nhận hàng thanh toán tiền với bên bưu tá giao hàng trực tiếp cho các bạn nhé. Đó, mà cái giá lan của em đề xuất ở đây là chưa bao gồm có phí ship nhé các bạn nhé. Nên là các bạn cứ điện đến bạn, gần như là 50% khách hàng bạn nào cũng hỏi về cái phí ship. Phí ship thì các bạn sẽ được thanh toán riêng với bên bưu điện nhé các bạn nhé. Thì cái cách mà chúng ta mua hàng mà được cái phí ship nó thấp đi á, thì các bạn mua số lượng càng nhiều kg thì cái phí ship nó giảm theo đầu kg xuống, nó hạ xuống theo kiểu bậc thang là sẽ thấp dần xuống. Đến chừng khoảng, ví dụ như khoảng 10 cân thì nó chỉ tính chừng khoảng 30.000 một cân phí ship thôi các bạn ạ, ở bên bưu điện á. Nhưng mà các bạn mua 1 cân á thì có khả năng nó tính đến 90 đến 120.000 riêng 1 cân đấy, riêng 1 hộp đấy. Nhưng mà 1 hộp mà nó là 10 cân thì chắc nó chỉ rơi độ khoảng 300-400.000 thôi. Đấy, nên là đấy các bạn không cần thắc mắc nhiều. Tại vì ví dụ như là 1 cân 90.000, họ tính là 90.000 phí ship. 2 cân họ tính là 140.000 một 2 cân. 3 cân thì họ tính chừng khoảng 160-180.000. Còn 4 cân thì họ chắc cũng chỉ tính tầm độ khoảng 180-200.000 các bạn nhé. Hoặc là 5 cân thì nó chỉ rơi vào độ khoảng hơn 200.000 thôi. Hơn 200.000 một tí, 220 gì đấy chẳng hạn. Đó. Hoặc là ở những khu vực mà gần miền Bắc đây thì chắc không thể đến được đến 200.000 đâu các bạn. Tại vì phí ship đi càng xa thì cái cước nó lại càng đắt. Đó, em chia sẻ như vậy nhé. Các bạn đặt hàng xin hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Ngọc Bền là 0984754102 nhé các bạn nhé. Tại vì thời gian rất là bận rộn nên là em sẽ không tiếp nhận được các đơn hàng ở Zalo hoặc là các comment của các bạn ở dưới clip đâu nhé các bạn nhé. Đó, Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý các bạn đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến cơ sở Lan Rừng chúng em. Bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng hôm nay em có luôn. Đó, ở bên đấy thì các bạn ấy đang phân loại cái long tu xuân, lấy hàng giống với cả hàng đẹp ra riêng. Ở đây thì em có cái kim điệp nhựa là hay còn gọi là kim điệp thơm nhé các bạn nhé. Kim điệp nhựa, kim điệp thơm thì bây giờ đang mùa ra nụ nhé các bạn nhé, và cây nó xuống lá khá là nhiều. Bây giờ nó đang ra nụ thôi, đây này, những thân già này nó cũng đang ra nụ đây. Đấy, nó bây giờ đang là đầu mùa ra nụ thôi nên là chúng ta cứ lấy về, thân nào khóm nào nó chưa có nụ thì các bạn chờ đôi chút thời gian thì cây nó sẽ ra nụ nhé các bạn nhé. Đó, đây là kim điệp nhựa của cơ sở chúng em, có những khóm là nó không còn tí lá nào luôn. Tại vì dòng hoàng thảo thì bây giờ nó xuống lá rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đấy, để em tìm xem cây nào đấy nó nụ đẹp đẹp một tí nào.
cho các bác xem cái nụ. Có những cây này mà nó chưa 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 hề sưng mắt nụ luôn. Tại vì lô này em bán từ hôm qua là đây. Đây, một nụ mà đang mới nhú đây các bạn này. Đấy. Đó. Kim điệp nhựa thì có giá là 220.000 một cân nhé, phiên hôm nay nhé các bạn nhé. Kim điệp nhựa 220.000 một cân ạ. Mà còn ở đây em có những cái phần hàng Đai Châu, Nghinh Xuân nhé các bạn nhé. Đai Châu với Nghinh Xuân nó là một loại thôi nhé. Ở miền Bắc hay gọi nó là Đai Châu, Tai Châu. Còn ở trong miền Nam thì luôn thường gọi là Nghinh Xuân, đúng không ạ? Thì ở đây em có 3 loại Đai Châu nhé các bạn nhé. Loại nhỏ đây thì em bán là 150.000 một cặp nhé các bạn nhé. Hàng này là hàng Châu Thái bóc trụ nhé. Đấy, 150.000 một cặp. Thì như đây, như các bạn thấy đấy. Đấy, một cặp châu thì nó sẽ bao gồm chừng khoảng 4 lá nhé các bạn nhé, 4-5 lá trở lên nhé. Đây, như thằng này đây thì 1-2-3-4-5-6-7 lá này. Nhưng mà cây nó nhỏ nhé các bạn nhé, cây nhỏ lá nhỏ, cây nó chưa lớn nhé. Đấy, có cả những cây lá xếp rất là đẹp luôn. Đó. Cây nào mà nhỏ quá thì em sẽ bỏ ra, mà em sẽ tính với cái giá nó khác hơn. Đấy, cứ cây đều đều như vậy là 150.000 một cặp nhé các bạn nhé. Đây này, đó, đây, 150.000 một cặp nhé. Đấy, chúng ta về nuôi những cái hàng này thì sang năm chúng ta xem hoa rất là tốt luôn. Như bây giờ thì châu đang là mùa nụ, nhưng mà những cái nụ á, chúng ta không nên để. Tại vì nó sẽ khiến nó cây nó bị yếu và cây nó phát triển chậm đi các bạn ạ. Nhiều bạn thì cứ thích xem hoa luôn, nhưng mà cái dòng này là dòng thân đơn nên là nó mà ra nụ thì cây nó sẽ rất là yếu, ra bông á. Đây này, hàng 150.000 em cũng có chừng khoảng 30-40 cây gì đấy thôi. Như hai đống này, mỗi đống chắc độ khoảng chục cây một đống. Đấy, 150.000 một cặp nhé các bạn nhé, 150.000 hai cây nhé. Đấy, nói rõ ràng như vậy. Còn ở đây là cái loại hàng mà 250.000 một cặp nhé các bạn. 250.000 một cặp thì cây nó sẽ to hơn. Đây, lá thì nó cũng tương ứng như vậy thôi. Những cái lá gốc nhỏ nhỏ thì không cần tính làm gì được các bạn ạ. Những cái lá gốc nhỏ nhỏ này thì một thời gian sau nó cũng rụng thôi. Nên là đấy, nó cũng chỉ rơi vào độ khoảng 4 lá. Đấy, cái hàng này thì 4-5 lá đều đều luôn các bạn ạ. Đây, đây. Như những cái lá nhỏ không tính nữa này. Em tính từ lá to nhất này. Lá to này, 1-2-3-4 lá này. Đang lên lá thứ 5 này. Đấy, toàn 4 lá lên lá thứ 5 nhé các bạn nhé. Đây, tính từ cái đoạn này lên thôi. Đấy, 4 lá này, đang lên lá thứ 5 này. Đấy, là 250.000 một cặp nhé. 250.000 cho hai cây nhé. Ở đây em có 3 đống này, chắc độ khoảng 30 cây thôi. Đấy. Đó, đây này, 1-2-3-4 lá này. Đấy. Nó cứ đều đều, cây nó đều hết rồi các bạn ạ. Em phân đều hết rồi. Đó. Còn ở đây em có cái loại hàng, loại này thì nó to nhỉnh nhất này, thì nó cũng rơi vào độ khoảng 4 lá, nhưng mà bản lá nó to các bạn nhé. Đấy, nó cũng rơi vào 4 lá với 5 lá, nhưng cái lá nhỏ này không tính rồi các bạn ạ. Những cái lọ lá nhỏ này một thời gian sau là nó sẽ rụng đi nhé. Thì chúng ta chỉ nuôi được từ những lá to lên thôi. Đấy, 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 4-5 lá rất đều nhau nhé, có cây 6 lá luôn này. Đấy, nói chung là cây nó sàn sàn nhau hết nhé. Loại này thì có giá là 350.000 một cặp nhé các bạn nhé, 350.000 hai cây nhé. Đó, đấy, ở đây chắc em có độ khoảng 30 cây, loại 350.000. Còn ở đây là sóc tím rừng Lào nhé các bạn nhé. Sóc tím thì rừng Việt Nam chúng ta không có đâu, cái này chúng ta phải nhập từ Lào, nhập từ nước Lào, nước bạn. Cái sóc tím này thì chuẩn bị cũng lên nụ nhé các bạn. Loại này thì nó sẽ cho hoa vào chừng khoảng tháng 2 nhé. Tháng 2 Tết, tháng 2 tháng 2 mùa xuân. Đấy, sóc tím lô này cực kỳ là đẹp luôn. Giá là 150.000 một cân ạ. Sóc tím nhé. Lô này cây đều đẹp, rất là tươi luôn các bạn nhé. Đấy, 150.000 một cân. Còn cái đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng chắc còn độ khoảng cần chục cân đấy, còn độ khoảng 7 cân. Hôm qua thì có khách cũng đặt đi tầm 5-6 cân rồi.
Nhất điểm hoàng thì có giá là một có giá là 60.000 một cân nhé các bạn nhé, nhất điểm hoàng nhé. Còn đây là trúc mành Tây Bắc này. Đấy, trúc mành Tây Bắc nó có được những cái u nó to hơn các bạn nhé. Đây này, thân nó đốt nó sẽ to hơn cái trúc mành của Lào rất là nhiều. Hàng Lào thì nó sẽ mảnh hơn. Cái lô này thì hàng Tây Bắc, hàng rừng Điện Biên Lai Châu nhé các bạn nhé. Đây này, đấy, những cái u nó rất to luôn các bạn ạ. Đó, trúc mành thì cái giá luôn luôn có cái giá rẻ rồi nên là em không có bớt được thêm rồi. Thì có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé, 250.000 một cân. Còn đây là long tu đá hoa tím nhé các bạn. Long tu đá hoa tím phiên hôm nay em chỉ bán 220.000 một cân thôi. Đấy, em bán giá chia sẻ cho mọi người, lợi nhuận cực thấp luôn. Đấy, nên là các bác mà điện thì cũng đừng mong là có thêm giảm giá nữa nhé. Nên là các bạn cứ việc đặt hàng thôi, chứ còn hỏi đi hỏi lại nó mất tốn thời gian của nhau nhé các bạn nhé. Đấy, cái này em cũng nói thật luôn với các bác như thế. Đấy, giá là 220.000 một cân thôi nhé. Cái này là long tu đá hoa tím rừng Bắc nhé các bạn nhé, chứ không phải hàng Lào nhé. Nên là nhìn thân lá nó sẽ, nhìn nó sẽ vàng óng hơn, nó khỏe khoắn hơn. Và nhìn những cái thân này, những cái thân nó cũng mập mạp hơn hàng Lào rất nhiều. Hàng Lào thì nó kiểu như xanh xanh như này. Đấy, xanh xanh như này mà thân nó dài, đốt dài các bạn ạ. Mà nó không phình to như cái thằng này. Hình như là nó chỉ thuôn thuôn từ gốc đến ngọn là nó gần như là ngang nhau, chứ nó không phình ở giữa như cái hàng Bắc này. Rất là dễ phân biệt thôi các bạn ạ. Đấy. Còn ở đây em có hàng vôi, vôi giống thì ở trong thùng này đây. Cái hàng vôi giống này thì có giá là 180.000 một cân thôi các bạn ạ. Hàng đây là hàng vôi giống nhá. Đấy. Còn đây là hàng vôi đẹp. Vôi nhà em là vôi Bắc nha các bạn. Các bác nhá. Đấy, vôi nhà em là vôi Bắc. Cái hàng đẹp thì ở bên này đây. Đấy, phiên hôm nay thì em bán giá là 240.000 một cân này. Đó, hàng vôi Bắc nhé, chứ không phải vôi Lào nhé các bạn nhé. Vôi Lào thì nhìn cây nó dài hơn. Đấy, mà nó cũng không to, cũng phân biệt dễ dàng như là của thằng long tu đá hoa tím thôi. Đấy, 240.000 một cân này. Còn ở đây là Phật Ngọc, hàng tàu khựa nhé các bạn nhé. Em nói trước luôn, hàng tàu khựa thì các bác yêu cầu thì em mới nhập về em chia sẻ các bác thôi nhé. Các bác cứ yêu cầu bảo là anh muốn có cái hàng Phật Ngọc nhưng mà không thấy nơi nào bán. Đấy, thì nay em cũng lấy, hôm qua em lấy về rồi 20 cân. Thì hôm nay còn độ khoảng chục cân đây. Đấy, Phật Ngọc có giá là 450.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, em bán giá chia sẻ cho mọi người. Đó, 450.000 một cân cái Phật Ngọc tàu khựa nhé. Em chỉ bán mỗi hết lô này thì thôi em sẽ không nhập nữa nhé các bạn nhé. Tại vì nó là hàng tàu nên em không muốn chia sẻ. Bác nào thích thì bác ấy, các bác đặt hàng thôi. Chứ còn em là em sẽ không muốn bán cho các bạn nữa nhé. Em chỉ bán nốt chỗ này là em thôi. Nói chung là kèn tàu các kiểu cũng có thôi nhưng mà em không nhập. Rồi là chúc Phật bà hàng tàu cũng có, u lồi hàng tàu cũng có. Đây, còn đây là cái lan đuôi chuột. Đuôi chuột thì chắc là em hết hàng rồi. Đuôi chuột thì các bác hôm qua đặt hàng nhiều quá. Đuôi chuột thì có giá là, mà thôi, hết hàng rồi thì thôi em không báo giá nữa. Còn ở đây là đuôi gà tròn. Đuôi gà tròn thì có cái mức giá là 180 thì cũng rất là rẻ rồi, nhưng mà có khả năng cũng hết hàng luôn. Đấy, đuôi gà tròn thì giá là 180 nhưng mà có khả năng hết hàng rồi. Còn ở đây là cái hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua có giá 120.000 một cân thôi. Đấy, hoàng thảo môi tua về được có mấy cân. Hoàng thảo môi tua sắp chuẩn bị lên nụ nhé các bạn nhé. Còn đây phi điệp vàng hơi xấu xấu 130.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, hàng này thì có một số nó bị gãy đọt nhé. Một số nó bị gãy đọt nhưng mà cái này thì chúng ta về chúng ta ghép, cứ ghép vào nhé. Thì cây nó sẽ lại lên những cái mầm mới nhé, đọt mới nhé. Đấy, 130.000 một cân thôi. Còn đây là lan đuôi chồn loại to. Chồn hàng to
lá to đẹp đây. Hàng rừng thì có gãy lá đôi chút nhá các bạn nhé. Nhưng mà cái này thì em cố gắng lọc hàng là cây nào xấu quá thì em phải bỏ ra rồi nhá. Đấy. Phiên hôm nay em chia sẻ với mọi người 200.000 một cân thôi. Cái lan đuôi chồn trắng nhá, chồn trắng, chồn rừng Bắc nhá. Đấy, hàng này hàng Tây Bắc chứ còn Đông Bắc thì cực kỳ là hiếm chồn luôn. Cái này hàng Tây Bắc, cái này cho vào hàng thả loại rồi. Đấy. Cây nó phải đều đều nhau tí. Đấy. Cái thằng này xấu xấu cho vào hàng giống. Đây. Đấy. Chồn to này chắc chỉ được chừng khoảng độ chục cân thôi mấy. Chồn loại này chắc chừng khoảng 5 cây một cân các bạn ạ. Thì có giá là 200.000 một cân thôi, em chia sẻ giá rất là tốt luôn. Còn đây em có bó tóc tiên rất là cứng chắc luôn này. Bó này chắc phải trên 5 lạng rồi. Bó này chắc khoảng 7 lạng như này. Bó này em bán chia sẻ với mọi người là 100.000 nhé các bạn nhé. Bó tóc tiên hàng Bắc rất là dài luôn nhé. Đấy. Thân lá nó cực kỳ là dài luôn. Loại này nhìn lá rất là đẹp, rủ xuống như là tóc. 100.000 mẫu đấy. Còn đây là ngọc thạch ba màu, còn mấy cân này. Thì cái này ngọc thạch hàng rừng Bắc chứ không phải hàng Lào nhé các bạn nhé. Đấy, nó có hàng hàng nhỏ, hàng to lẫn nhau nhưng mà em cố gắng san sẻ hàng kg thì không không thể đều đẹp được rồi. Các bác cũng hiểu rồi, hàng rừng ấy. Còn những bác nào ký tính quá thì thực sự là em cũng chả muốn nhận hàng với các bác. Tại vì các bác cứ mua hàng rừng mà đòi như cây nhựa thì lấy đâu ra, cơ sở nào cũng thế thôi. Nó giống nhau cả. Các bác chạy thì chạy lại mua cơ sở này sang cơ sở kia rồi. Các bác không nhận hàng thì trả hàng em rất là vô tư. Nhưng mà thực sự là các bác đi mua hàng rừng mà các bác muốn đều thường thuật như thế này thì làm gì có, đúng không? Đấy. Có bác thì chọn cây dài, cây ngắn, cây nhỏ, nói chung là cây to nó bù cho cây nhỏ. Em sẽ san sẻ trong 1 kg đấy hoặc là 5 lạng đấy, em san sẻ cho nhau. Nó sẽ có cả một cây to, một số cây nhỏ, với cả nó sẽ có cả gãy thân một đôi chút. Nhưng mà gãy quá thì em phải lọc ra. Đấy. Hàng này thì em bán giá nó rẻ nhất là 170.000. Ngọc thạch ba màu. Còn cái này đây là 100 hàng chồn giống. Cây nhỏ, cây nó bị xấu lá đôi chút nhá các bạn nhé. Chồn giống cây nhỏ, cây xấu lá đôi chút đây. Thì có giá là 150.000 một cân thôi các bạn nhé. Đây. Đấy, hàng giống nhá, em chia sẻ cho mọi người về ghép thích số lượng nhiều. Chúng ta mua được nhiều đầu cây. Một cân nó rơi độ khoảng 15 đầu cây nhé các bạn nhé. Thì có giá là 150.000. Còn đây là dáng hương cẩm báo. Dáng hương cẩm báo thì hôm nay em bán cho mọi người là 200.000 một cân thôi. Đấy. Hàng nó có dập lá đôi chút. Đấy, khá là rất là đẹp luôn. Còn rất là đẹp nhá các bạn nhé. Bao gãy ngọn cho các bạn. Những cây nào mà nó bị gãy ngọn á thì em sẽ loại bỏ ra và cho vườn ghép. Còn về cái dáng hương cẩm báo thì bây giờ cây nó đang ra nụ hoa nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy, đấy. Đây, nụ hoa nó đây. Đấy, gần như hầu như là cây nào đang có nụ hoa nhá. 200.000 một cân. Còn đây lan vải rồng hàng rừng Cao Bằng nhé các bạn nhé. Bao chuẩn hàng rừng các bạn cho các bạn. Tép nhỏ. Đấy, tép nhỏ, cây rất là bóng luôn. Rất đẹp. Đây. Đấy, họ bóc như này. Đấy. Tép nhỏ mà rất là bóng luôn. Loại này có giá là 150.000 nha các bạn nhé. Đấy, hôm qua cái phiên hàng Tây Bắc thì em hết hàng rồi, các bác mua hết rồi. Mà cái đấy thì cũng có giá rẻ hơn, tại vì nó không được đẹp bằng cái thằng này. Thằng này thì nó đẹp hơn, tép nó đều hơn. Đấy. Đây. Tép bóng lộn luôn này, tép nhỏ, cực kỳ là đẹp. 150.000 một cân. Hôm qua có một chị là chị đặt hàng. Chị vào hàng rừng Cao Bằng thì đẹp quá, chưa được xem ảnh xem hình gì đâu nhưng mà chị đặt luôn 2 cân. Đấy. Còn ở đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hôm qua em để giá là bao nhiêu nhỉ? Bên này. Hôm qua để giá là bao nhiêu nhỉ Mạnh nhỉ? Ừ, xem qua nào. Đấy, sơn thủy tiên. Rồi. Sơn thủy tiên cũng như phiên giá hôm qua là 180.000 một cân thôi nhé các bạn nhé. Đấy, hàng rất là đẹp luôn.
xuống đây chơi. Có chương trình gì không này? Không. Xuống đây. Hôm nay không có chương trình gì à? Để chưa tính. 180.000 một cân nhé. Ở đây đây. Em còn đây là ý thảo ba màu. Từ từ xuống đây. Ý thảo ba màu có giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Hôm nay em chia sẻ giá cho mọi người. Hàng rất là đẹp luôn. Mà cái này thì gần như là không có hàng gãy thân luôn các bạn ạ. Đấy. Gãy thân là cực kỳ ít luôn. 180.000 một cân nhé. Ý thảo ba màu. Đấy. Hàng rất là đẹp. Đó. Hàng cây dài đẹp luôn. Mà thằng này rất là giòn. Rất là khó giữ này. Mà lấy được lô mà gãy ít như này là thật sự là rất là đẹp luôn. Còn đây là hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn đây. Có cả dề này. Dề này chắc khoảng mấy cân. Bác nào thích dề này thì em cân lên cho các bác nhé. Dề này mấy cân luôn ạ. Còn đây hàng kg đây. 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Hoàng thảo xoắn nhé. Úi da, nặng đấy. Nó liền nhau. Bên này có một dề nữa. Úi toàn dề này. Đấy. Thân già thì nó héo khô rồi. Có toàn thân có lá là đang còn ấy thôi. Những thân già nó bị héo khô ở trong rừng rồi các bạn. Nên là cái này chủ yếu là chúng ta mua được cây tơ thôi. Đây này. 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đây là lan đuôi cáo. Đuôi cáo có chừng khoảng 2 cân. Toàn là cáo cây nhé các bạn nhé. 250.000 một cân thôi. Lan đuôi cáo. Đây. Đây cũng liền dề này. Đấy. Chắc chỉ có độ từng chừng khoảng 2 cân thôi chỗ này. Đấy. Đấy. Cái này thì các bác mà lấy 1 cân thì em cho 1 dề, kèm thêm mấy cây nhỏ nữa là vừa đủ. Đấy. 250.000 một cân nhé. Còn đây là cái hoàng lạp. Hoàng lạp có giá là 120.000 một cân. Hạc vĩ chắc có bác lấy. Còn đây là lan u lồi. U lồi em lọc hàng ở đây. Hàng, lô hàng này, lọc ra một nửa luôn. Em vẫn để giá như giá hôm qua là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng u lồi hàng đẹp đây nhé. Có gãy đầu đôi chút nhé các bạn nhé. Đây. Một số là vẫn còn đang bị gãy đầu như này nhé. Tại vì thân dài này rất là khó giữ. Cây nó đang lên nụ nhé các bạn nhé. Đây là những cái nụ hoa này. 250.000 một cân. Còn đây là long tu xuân. Hàng đẹp. Long tu xuân hàng đẹp đây thì có giá là 240.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó. Cái này ngắn quá cho hàng giống rồi. Đấy. 240.000 một cân. Hàng dài từ trên 20 phân trở lên nhé. Không có dưới 20 phân nhé các bạn nhé. Như cái này gãy thân tơ này. Cho vào hàng giống ở trên kia. Đó. Kim điệp xuân ở đây chắc em hết hàng rồi. Các bạn đặt hết rồi. Hôm qua đặt hàng nhưng mà chắc họ nghỉ Tết hết rồi. Không thấy gửi hàng đâu các bạn ạ. Nên là sáng nay chả có hàng để chia sẻ với các bác. Đấy. Còn đây là hàng giống. 180.000 một cân ở đây. Long tu xuân hàng giống nhé các bạn nhé. Thì cái này là hàng dài đẹp rồi. Các bạn ấy lọc hàng này chưa được kỹ lắm. Cái hàng này thì nó sẽ từ 5 phân trở lên nhé các bạn nhé. 5 phân đến 20 phân. Đấy. Hàng này thì chúng ta mua 1 cân thì rất là lợi đầu luôn. Làm giống ấy. Em cũng đang vào vườn cái loại này khá là nhiều. Đang ghép ở vào vườn ạ. Rồi vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở Ngọc Bền có để chia sẻ cho tất cả mọi người. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn nhé.